Vâng, em xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio của chúng em. Vâng, thì hôm nay chúng em sẽ giới thiệu với các bác một bộ pin sạc của Kiwi. Mã của nó là MH04 nha các bác nhé. Vâng, thì tại sao thì em lại giới thiệu cái dòng pin sạc này? Bởi vì thứ nhất là nó sẽ giúp các bác tiết kiệm chi phí. Thứ hai là sẽ linh động hơn, mình sẽ chủ động hơn là mỗi khi ví dụ như chúng ta đang hát thì là pin của nhà các bác này, dùng pin thông thường thì là khi đang hát nó hết pin thì chúng ta sẽ lại phải đi mua. Đó, nó rất là khó chịu. Thứ ba nữa là nó sẽ bảo vệ môi trường hơn. Đó, bảo vệ môi trường hơn. Thứ tư nữa là chúng ta có thể là linh động khi di chuyển. Nó rất là nhỏ gọn. Ví dụ như các bác mà hay đi du lịch mà có loa kéo chẳng hạn thì các bác mang cái này đi thì nó sẽ thích hợp hơn. Đó. Nó tiện dụng hơn khi chúng ta sử dụng. Và cái pin này thì là rất phù hợp cho các bác hát gia đình hoặc kinh doanh karaoke hoặc là dùng loa kéo đều tiện dụng. Đó, thì bây giờ thì em sẽ mở hộp ra. Đây là cái này em đã mở rồi. Thì bây giờ em sẽ bóc ra xem bên trong người ta thiết kế như thế nào. Vâng, đầu tiên là một bộ dây nguồn để chúng ta cắm để chúng ta sạc. Thứ hai nữa là đây chính là bộ sạc của Kiwi. Đây chính là thông số cái cấu hình của cái bộ sạc này. Vâng, các bác nhìn rõ không ạ? Vâng, thì đây thì là nó sẽ cái bộ sạc này nó chỉ là sạc được 4 quả thôi nha các bác nhé, còn là 2 đôi đó. Chỉ được 2 đôi pin thôi. Và bên em thì có loại 4 quả, loại 8 quả và loại 12 quả đều có nha các bác nhé. Các bác muốn các bác sử dụng nhiều thì chúng ta sẽ phải mua nhiều lên. Ví dụ như sử dụng nhiều như là loa kéo thì chúng ta hát liên tục thì chúng ta cần những cái như thế này, hoặc là kinh doanh karaoke. Đó, kinh doanh karaoke thì rất cần những cái bộ nhiều sạc này. Vâng, thì bây giờ thì em sẽ hướng dẫn các bác cách cắm và sạc. Bây giờ thì em sẽ bóc cái dây này ra. Vâng. Ở đây là nó có cái chân này các bác này. Có cái chân này để giúp chúng ta cắm nguồn điện vào. Và đây cái đầu của nó đây. Ta chỉ việc cắm này là xong rồi. Cái nồi xong rồi. Khi chúng ta cắm vào và nắp pin thì cái này nó, cái đèn này nó sẽ sáng. Xin lỗi, để em cắm lại. Vâng, đây là khi chúng ta đã kết nối thì nó sẽ không hiện đèn sáng nha các bác nhé. Đó. Và bây giờ em sẽ lấy, em đã bóc ra một hộp pin. Đó, bóc ra một hộp pin để chúng ta có thể là sạc thử để cho các bác nhìn. Vâng, khi các bác để ý, 4 cái đèn này nó không hề sáng nhé. Và đây nó có đánh dấu là cực dương và cực âm, các bác nhìn rõ không ạ? Cực dương ở trên này, cực âm này nó ở dưới này. Đó, và khi chúng ta nắp vào, đây chính là cực dương của cục pin nha các bác nhé. Em sẽ nắp cực âm trước. Đó, các bác nhìn thấy không ạ? Khi mà nó báo đèn xanh là pin đã đầy các nhá. Có nghĩa em vừa bóc ra thì quả pin này nó vẫn còn đầy. Còn nếu nó báo đèn đỏ, em thử nắp cái quả này xem là nó có báo đèn đỏ không. Đây nó cũng báo xanh là hai quả này đầy. Và em sẽ lấy một quả hết. Nếu một quả khác nó hết thì nó sẽ là báo đèn đỏ nha các bác nhá. Để chúng ta dễ phân biệt khi chúng ta sạc. Đây, quả này quả hết này. Đó, các bác thấy không ạ? Nó màu đỏ là có nghĩa là pin đang vào, còn màu xanh là pin đã đầy. Đó, khi mà các bác nó hiện cái đèn màu xanh này thì các bác có thể rút điện ra. Đó, thì rất là dễ sử dụng thôi. Cái đặc biệt là nó lúc nào nó cũng tiện dụng. Nếu như chúng ta dùng cái sản phẩm này mà chúng ta hay hát thì em nghĩ là các bác nên mua.
Bởi vì là ví dụ như cái bit pin pin của mấy con thỏ bây giờ thì em mua còn mua một hộp bây giờ người ta bán 39-40 nghìn một hộp. Đó có chỗ thì bán 45-50 nghìn một hộp mà dùng thì rất là nhanh hết. Có những đôi pin ấy, pin con thỏ người ta nạp chưa đầy. Người ta đã bán cho mình rồi mà dùng chỉ hát được 2-3 bài nó đã hết rồi. Đó, thì cái pin này mình cái pin này là pin nó là pin pin khô, không phải pin nước. Khi chúng ta sử dụng mà chúng ta có quên không tháo pin ra ở trong mic ra thì nó không sợ nó bị rỉ sét, nó không chảy nước nha các bác nhá. Còn pin con thỏ kia ấy, nếu như các bác hát mà để quên các bác không tháo pin ra chỉ vài hôm là nó chảy nước và nó sẽ khiến cho cái mic của chúng ta hai cái đầu âm dương nhận pin đấy thì nó sẽ bị rỉ sét. Đó, thì là khi mà chúng ta hát thì nó sẽ hoạt động không được tốt. Thế nên là cái này là cái rất là hay, nhỏ gọn, xinh và các bác mua rất là tiết kiệm. Đó, chỉ cần mua một lần thôi, chúng ta dùng hàng mấy năm cơ. Đó, còn cái bộ kia thì nếu như các bác mà mua cái loại kia mấy một hộp thì dùng nếu mà hay hát thì chỉ được vài hôm là hết một hộp pin rồi. Đó, thì em nghĩ là các bác nên mua sản phẩm này, rất là tiết kiệm. Và nhất là các bác hát no kéo hay là kinh doanh karaoke thì càng nên mua. Bởi vì lúc nào chúng ta cũng chủ động được cái số lượng pin của mình, nó không bị nhỡ. Vâng, thì em cũng là giới thiệu xong một dòng sản phẩm của Kiwi. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Các bác nhớ like và đăng ký kênh. Và để được theo dõi những video tiếp theo, mọi chi tiết xin liên hệ từ số điện thoại 0978 503 822 để được hỗ trợ. Em cảm ơn các bác. Xin chào các bác.